លោកស្រីលីនសម្រេចចិត្តយកក្រវិលមាសរបស់នាងពាក់សម្រាប់ពិធីជប់លៀងពេលល្ងាចពេលដែលនាងកំពុងតែយកពាក់នោះស្រាប់តែក្រវិលនោះបានបាត់មកខាងទៅហើយពូលីបានសម្ភិសបុគ្គលិករបស់នាងម្ដងមួយៗ Khiêm ban tụt tốt như nơi tì ní là dạ bê mà phê chân một hơi. Wow, vật con khu mà lấy. Bọn hạt khi nhóm mà chạy phong ngành miếng. Chẳng kê lạc rồi, ở đây dạ hộp con là xong tay nha lũ. Ô, khi nhóm lại chân. Nhóm mình đã lưu dạ bò rồi bò xem xem tên khi nóng mùa chỉ vật khi nhóm đi. Ồ, mẹ này chạy tới lô đừng cài chân, không sao chỉ muốn cài chân cài đâm. Bật luôn. Khiêm bắt chim mình đang thả cờ vơ là bò lục sấy, rụp riêng đôi một đầy nửa tề. Ta là na chỉ nhẹ lúi. ចំណាយគឺគ្មានណាលួចនោះទេវាត្រូវបានតាក់ទៅនឹងសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់កុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា